Hello mọi người nha. Thì nếu bà Trâm mới nghĩ ra bàn tròn để bà tròn hay nói nữa nha mọi người. Đấy, mình với bà đã có bàn trước hết trơn rồi. Thì một chút xíu nữa mình với vợ mình đi ra ngoài làm ẩm thực. Đặt thông báo với mọi người là cái kênh ẩm thực thì bắt đầu tụi mình sẽ làm lại nha mọi người. Thì mọi người nhớ sang bên kênh ẩm thực để mà ủng hộ tụi mình nha. Bây giờ mình với vợ mình chuẩn bị đi ra ngoài. Đấy, mình đã kêu bà Trâm đặt góc quay hết trơn rồi. Rồi một lát nữa chỉ cần đi ra đợi hay nói vô bẫy thôi mọi người. Ok, thì mọi người hãy đón xem hết cái video của mình nha. Ok, vô. 2 hours later. Nào làm đi trễ vô nội. Trễ gì vậy mày? Được rồi. Mấy ngày cái thôi chứ nhiều quá coi sửa sao kịp. Đi đâu? Đi đâu? Tiền nhà mày nội. 50 ngàn. Từ hồi chiều hôm qua tới giờ nhắn tin kêu đòi ông không trả lời nhé, trả đây. 50 ngàn gì? 50 ngàn thiếu nó làm gì mà đòi gì? Hôm qua quý tôi sao? Ông kêu vô nhà cho tôi, ôi cho ông kêu tôi vô nhà cho ông lượm cái. What? Ông cho tôi 50 ngàn, giờ tôi đi vô nhà trong lượm gái rồi. Chuyện gì ở gì không cô nội? Chuyện gì ở gì không cô nội? Chuyện gì trời? Hôm qua ông chỉ lấy thôi, đâu có gì. Ông đi nước mổ mà, tôi đi vô nhà rồi, tự nhiên sống cái ông đi về nước mổ. Đấy con chuyện rồi đó. Làm sao? Cái gì vậy? Hôm qua tôi đứng trước cửa, cái ông kêu đi vô nhà đi cho ông lượm gái. Đó, ông đi 50 ngàn. Thì có vô không? Thì em vô, ông lượm cái cho ông đi về luôn. Ông cho 50 ngàn cho tôi rồi. Anh đâu? Lượm nào ai biết đâu? Lượm nào ai biết đâu? Nó lại cái lượm này đâu à? Lượm gì? Đi vô nhà lượm gái hả? Rồi chứ. Đi đâu? Là đang đứng ngoài sân hả? Thì đang ngoài sân. Ngon. Ông ngổ à? Ông đang ăn dân dữ không? Thì bữa nào lượm gái nữa đưa cho anh Trâm. Đó đi. Có bữa nào mà ấy thôi, bữa này 50 ngàn thì trả 50 ngàn cho tôi đi. Bữa nào đi là tao lượm lỡ trùng hợp lẫn cái nữa thì không có vụ trùng hợp ở đâu mà vụ trùng hợp dữ vậy. Giờ trả 50 ngàn đây. 50 ngàn rồi, rồi đi vô lẫn cái rồi xong rồi không trả tiền. Rồi. Thì hôm qua bà không lấy thì bữa nay anh cũng là không có biết gì đâu. Ủa, là hôm qua lúc mình nghe đây quen thật hay là lúc nào nữa lẫn gì lúc bà lẫn cái gì kìa lúc anh đi mua thang gặp bà ở trường tiểu học đó, đưa nước rồi chuẩn bị đưa trong của con gái đi học đó. Mua qua đâu? Thì nào, ổng đi mua thang nè, anh đi nhà anh làm bằng thịt cưng nó gì vậy? Mua qua hả? Ừ. Thì anh mua thang làm gì đâu đây? Ở sao? Để anh gặp bả thì trùng hợp bả đứng ngay đó. Ủa mày chỉ có 50 ngàn thôi hả? Giảm cho 50 ngàn. 50 ngàn cũng tiền với mày? Gì chạy trời? Khủng cái gì chạy? Khủng gì? Cái gì? Nói gì? Đồ ai vậy? Vậy trả cũng ngộ thì có 50 ngàn mà chính dư với 50 ngàn chạy nhỏ đi muốn chuyện ngộn thì 50 ngàn thì lời rồi còn gì nữa có gì đâu lực bả không có làm gì hết trơn bả được 50 ngàn rồi ngồi niết đồ gì hết anh làm không làm. À, ông bả làm gì nhờ công của anh không bả là nói gì vậy trời anh bỏ công ra nhiều nó chỉ kêu tôi đi về hai ngày rồi tới công chuyện hoài chạy con mắt tin tưởng của tôi con mới thấy bà đứng đó đó đời dữ lắm rồi trả 50 ngàn đây tôi không cho ông lụm thì lấy gì được 50 ngàn. Ê, lỡ gì bà ơi bà không cho tôi lụm thì lỡ người khác lụm cũng có cho bà đồng sao không đâu. Sao biết được tôi không cho người khác lụm ai lụm nữa gì lỡ người khác lấy tùm lum chứ không lụm thì thằng khác lấy nó cũng kêu lụm mà khác thấy nó đem nó không lụm gì thằng không lụm lụm vậy ngon chứ gì khả gì vậy trời tao kể mày nữa kìa trời không hôm qua tao đang đứng cái ổng kêu bà đi vô nhà đi cho tôi lụm cái cho tôi cho bà không có lụm không không có lụm không có lụm rồi bà đi về luôn không trả 50 ngàn kìa gì vậy khùng hả ba cái gì vậy đi đúng rồi rồi sao cái chuyện đó tôi kêu bà giấu đi mà giấu gì chuyện đó bà nói ra chẳng khác nào chuyện tiền bạc làm gì giấu được lụm rồi rồi ông muốn phủi tay hay gì thì bữa nào không có thấy áo đi rồi hôm qua tôi đưa tôi gọi ông rồi tôi trời ấy này nhất ngộ trời khùng điên gì đâu á trời đâu cũng vậy là hả giờ nói thiệt hay là bây giờ, vậy hả bây giờ người ta gì anh thấy bà đứng đó anh không lộn rồi thằng khác thấy bà đứng đó nó ủa nó đó chứ đâu phải cái gì đâu mà người ta lộn nó mày bị đứng là cũng lộn hả thằng thấy nó lộn là nó đã chia đôi rồi nó đã cho tôi 200 ngàn rồi còn ông có 50 ngàn là quá rẻ là bạn bè suy nghĩ 200 ngàn. Ủa, bình thường nó đi 200 ngàn hả? Cái công người ta thấy bà đứng ở đó trước. Ủa đụng mà mày thấy đứng mà được ra nó chứ phải mà cứ mấy đứa gái đứng đường đâu mà ai muốn lụm là lụm gì? Lụm lụm mà bộ đứng ở đâu mà nói chuyện còn đau vậy trời? Cái gì là đứng đi xe đèn đỏ vậy? Đâu có. Cái gì? Nãy ông nói thấy tin nãy ngoài trường rước con đi. Mày làm gì ở ngoài mày?
thằng nào thấy là lụm mà. Ông thấy ông còn lụm nữa. Tại vì vợ tôi mà tôi. Vợ chồng tôi bình thường. Không mà. Không mà. Chồng thấy ông lụm là ông không cho đồ bạc luôn. Thì đúng rồi, vợ con cho tiền với mỗi giọng tụi ông. Không. Vậy đừng nói gì. Không. Trả 50 ngàn rồi, trả nữa. Tôi lộn cho bà 50 ngàn. Cái nào ra cái đó kìa, trả tiền đây. Ông, cái nào ra cái đó nghe, đừng có khùng quá ha. Trả 50 ngàn đây. Là đang giỡn hay là đang nói chơi hay là thiệt vậy? Thiệt, nó thiệt luôn á. Thiệt cái gì? Cái nợ gì? Lộn cho đã. Lộn thiệt. Lộn thiệt không? Thiệt cái gì? Nó công khai luôn. Không, thôi tôi lấy lại những gì đã mất à. Cái nào? Ui. Bà lấy không đâu được. Đã lộn rồi, bà lấy đâu được. Thôi khỏi. Chơi gì chơi kỳ vậy? Bữa hôm qua đó tôi nói được rồi, đây bữa nào đi. Bữa nào gì ông đã hứa với tôi rồi, ông nói là ngày mai là ra giờ này. Hai ngày làm ăn gì? Kỳ ngon chơi. Sao? Ngừng lại cái ơi. Là đang nói chơi phải không? Không thiệt. Thiệt mà nói trước mặt dữ luôn hả? Thì coi hai với tôi là cái cục gì coi. Là cái gì mà đừng lặng. Nói trước mặt lộ liễu gì luôn hả? Đó là tao đòi tiền mà. Ổng lụm cho đã. Có đòi tiền thì đúng mẹ hai anh em tôi gọi như đóng cứt gì đây. Cái đó là ông nói đó chứ thật sự. Ủa, đúng rồi ông coi cho mình ra rồi ông nói chuyện ngộ chạy. Cái đó là đâu? Mà mày 50 luôn. 50 cái giá mày lẽ gì đó. Trời không có tôi không có đồng bạc nào luôn. Tính ra nếu mà không có ổng là không có đồng bạc nữa hơn là trả tiền đây. Đã nó quay bữa nào tôi qua uống trà sữa. Ông uống trà sữa là ông lời dữ lắm rồi. Ông chỉ cho tôi 50 ngàn thôi à. Mà ông không cho nó ích kỷ dữ vậy. Hả? Hai người này sao á? Bà. Mấy cái này là cái chuyện tế nhị mà đã là cái chuyện riêng tư giấu giếm mà nó dễ giúp mặt luôn hả? Cho 50 ngàn, cho 50 ngàn. Làm gì hả? Làm gì thì chứ lụm. Làm khi nào? Không à. Không qua. Thì lúc đó 50 ngàn cũng cho lụm luôn. Chứ không lẽ 500 cũng cho lụm nữa cho nội. Anh nói gì vậy là không cho luôn chứ khoảng 50 là 500 thì cũng cho. Cái này ông ra giá cho vợ. Ừ, anh nói chứ là 50 hay 500 hay 5 triệu gì cũng không cho nhưng mà, hết. Nhưng mà bà hài lòng với 50 ngàn không? Mà có hài lòng với 50 ngàn không? Mà nó có đưa lời. Làm gì trời, động trời, động đất trời. Làm như kiểu thân quá cái nó tưởng là mọi thứ thì bình thường hay sao? Làm như đủ mày của nó, chỉ muốn xài nào xài trời. Ổn trời. Cũng lụm như nào nó lụm mà. Đó, tôi lụm, tôi muốn xài. Đứng ngoài đường lụm mà, lụm nè. Thì có tôi muốn xài, tôi xài. Không phải giờ có tiền nó khỏi đâu. Bả là của anh hả? Ông nói của anh kìa, cái của anh thì... Ủa cái gì ngộ vậy? Nè, nếu không có tôi là không được lụm đâu, ông đừng nói. Tôi... Nó là lụm ai lụm nhớ nào, cái mẹ đó, mày sân như đó làm gì? Đó, bụng anh chỉ đang đứng bấm điện thoại của em đợi anh Nhi rồi xong khi ổng đi ngang cái ổng thấy em cái ông nói bà đi về nhà đi cho tôi lụm cái thì em nhưng mà khi nào không quá đi mua than đó cái đi nhà luôn. Ủa thì tao với ông Xuyên cũng có nhà. Thì bà đi về nhà tôi mới lụm được. Ủa tao với ông Xuyên cũng có nhà cũng bận thịt đồ này kia chứ đâu thì kệ không bà tao lụm tao lụm chạy đi lỡ đâu hiểu chứ chạy cậy mà cậy mặt cái mấy tôi ở đâu thì kệ ở đâu kệ tao hỏi chi. Dạ. 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 Nói là giờ đưa 50 ngàn là yên bình mà đâu có bận đổi như vậy. Đó, đó. Em làm gì đâu? Là nói nó thẳng trắng trợn nó trước mặt gì luôn hả? Là nói trước mặt mà nghe được, thấy được luôn. Bà lụm nó làm như dẫn chơi với mình vậy. Bà thấy chưa? Thấy chưa? 50 ngàn mà nói 50 ngàn giờ mua cái thuốc chồng hút mà giờ bà không vậy. Tao chỉ cần chồng mày trả. Bây giờ mày đi 5 triệu mà chồng mày nó cũng khùng lớn chứ 50 ngàn. Ông ra cần tiền đó có gì đi lấy tiền đó ông rút 50 ngàn. Lên tiền chùa. Gì chùa? Chùa. Cái đầu chùa. Tiền chùa có tiền chùa hút thuốc mà chơi. Mẹ nó có gì chùa luôn á. Chùa gì đó. Có chùa gì mà nó tiền chùa. Thì tiền chùa. Không biết hả. Tiền chùa. Này mày bây giờ mày không trả chồng mày không mày trả cho tao. Ủa, của ông mày nói gì nghe được luôn hả? Nói thẳng luôn tiền chùa luôn. Vậy chứ không nhờ tao sao? Thì đòi tiền ngọc luôn. Không nhờ tao sao ổng lụm? Tao không đứng đó thì vậy ổng lụm. Sao ổng nói trời. Mày trả 50 ngàn. Bây giờ ra đây là ổng thật hay là cái lộn? Ổng thật gì đó. Không bây giờ trả ổng ông luôn bây giờ. Ổng được xong luôn chứ ổng thật. 50 ngàn cũng là tiền. Lấy 50 ngàn. Lấy 50 ngàn đó đi mua đồ. Chỉ không còn tình bạn tình nghĩa anh em vậy chứ chẳng nói chuyện tôi gì. Tôi lụm thì tôi muốn cho vợ ông nhiều cho chứ không mất gì đâu. Ủa không muốn cho nó chạy. Ông này chạy sao? Ông nghĩ là của chùa đó thì tôi đã đồng ý với số tiền. Mẹ mày hơn mà cái động nữa hay vậy? Chỉ cần ông trả thôi động gì? Thì nó muốn cho mày nhiêu cho kìa. Thì bây giờ ông có rồi ấy, ông lụm được thì ông cho tiền em. Bà nội làm gì á? Bà nội em có đó thì anh kêu anh khác cho anh lụm rồi. Ủa? Liên quan gì? Ủa? Tôi vợ đi lụm về nhà lụm chứ kêu ra khác lụm làm gì? Vợ nếu tôi mới kêu về nhà lụm đó. Rồi vợ biết lụm ngoài được không? Ờ,
nếu không có vợ tôi cũng dễ lụm nữa. Chạy Phụ có mày là mày cũng khoái chứ mà. Tính khoái là khoái chứ gì, tao phải không khoái rồi đó. Tụi mẹ lắm mày được, xá rồi lại coi. Chứ không lại vô nhà lắm. Chịu nổi đủ mẹ chứ. Ủa chứ bình thường mày lụm đâu? Ngoài đường hả? Mày khác đường, mày khác đường. Quan trọng là cái đó tôi toàn lụm ngoài đường không à. Không bao giờ lụm ở trong nhà. Lụm cái gì? Lụm gì bà đó, lụm gì? Anh nghĩ cái từ... Mày nói lụm 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 gì? Nghĩ cái từ lụm đó là lụm gì? Lụm gì, lụm gì, cởi đá. Lụm con mẹ mặt giang. Bà nói ra chỉ là lụm. Nói bữa tối anh kêu ông Trâm làm gì? Thì chuyện đó đó. Thôi chứ anh còn hỏi nữa. Thì lụm mẹ nó lụm ra ngoài đường. Cái đó lụm, chứ lụm ở đâu? Cái đó trong nhà lụm chắc được xài. Thì gặp ở ngoài đường mới mới kêu lụm ngoài đường. Nhà mà tất cả ông ăn đen à. Ở ngoài đường mới kêu đi về nhà lụm đó. Đi về để ông lụm nè. Ông bữa hết trơn ông cho tôi có 50 vạn gì ông còn không giả nữa. Tôi không cho ông lụm rồi. Tôi lụm muốn cho bao nhiêu cho. Thì mà bà nói tôi suy nghĩ bạn bè. Bà nói lụm rồi muốn cho nhiêu cho. Còn nhỏ này mình cho lụm luôn. Nó khê khê 50 vạn cho lụm luôn. 50 vạn của thuốc cho anh uống đó. Mua thuốc chuột thuốc thuốc đau chất đó. Dạ không có cho chứ đứa khác không có cho đâu. Ông tôi mới cho lụm chứ tôi với gặp chồng khác nó dễ đông không chứ ngắt. Bất liền. Lãnh hả? Quýnh vô mặt liền. Ông tôi mới cho lụm chứ người khác cũng cho lụm đâu. Đó không? Thiệt. Trời danh dự gì danh tính dự. Vậy luôn đó hả? Nói vậy. Nè nè ngồi xuống đây báo cho nghe. Ngồi xuống đây báo cho nghe. Ngồi xuống đây. Chị nè. Hôm qua nè. Ông mong lắm thế này kìa. Ngồi xuống đây nói nghe. Nó có gì lụm lụm gì? Lụm dễ gì à? Mày nói gì cười không? Chẳng không? Hai đứa này sao? Ừ, cái này bị gì? Chuyện đơn giản mà nói gì vậy trời? Đơn giản luôn, đơn giản quá trời luôn. Bà nói lát rồi không có đồng bạc rồi luôn nè. Bà lấy hết rồi bà khỏi có làm không? Ông nói chuyện ngộ trời. Nghĩ nghĩ, thì tôi lộn ngắm. Ông nói khỏi gàng ngay lên. Nè ngồi xuống đi. Hôm qua em đang đứng bấm điện thoại mà cái giò em lụm, em đạp 500 ngàn vậy nè. Có ai không biết, cái ổng đi ngang ổng thấy. Ông kêu em á, bà dở giò lên đi về nhà đi cho tôi lụm 500 ngàn, tôi cho bà 50 ngàn. Em sao nãy giờ có gì đi? Em đập ủa, bắt dám lụm tiền á. Ủa bắt gì mày không chịu lụm không? Không thôi thì chồng tôi. Chồng tao nói là, ơi chồng kìa tiền cái giò kìa, để tôi là tao lụm hay là cái gì đó. Phải đi về nhà mới lụm được. Mắc gì mày phải đi về nhà mới lụm được. Cái đó là đầu óc hai bà đang tối nha. Thì phải dỗ, tại sao không nói lụm tiền? Sao nãy giờ không nói lụm tiền đi, nói lụm gì? Thì hai đứa tôi biết được rồi. Lụm tiền chứ lụm gì? Ủa chứ bình thường anh kia là ông nói lụm này lụm kia thì ai biết nghĩ lụm gì? Nói tao kia đi về nhà đó. Anh nói bà đi gã cách lụm đi, tôi lụm đó 500 ngàn, nó cho 50 ngàn gì ta hiểu rồi. Ủa mà mắc gì phải kêu đi về nhà lụm, về nhà tao lụm cái. Mà tao hỏi gì, ông nói gì, ông bùi chọc tức ra đó. Đó là tại ông nghĩ thôi. Ông nghĩ sao ông chọc tức ra đó? Mày thấy hợp lý không? Ủa tại sao? Không, nhắc cái giò ra cho tôi lụm nè. Đi về nhà cho tôi lụm cái. Ủa mày nghĩ sao? Bạn anh muốn chiếm trọn 500 ngàn, anh kêu ông bà đi về nhà và bầu vô bà, bà đi về nhà đây cho tôi lụm một cái. Ừ, thì đã biết sao anh không, không nói gì đi. Tôi nói ra lát vợ tôi lấy luôn rồi tiền đâu thì bây giờ lấy luôn rồi đó. Đó, tôi nói rồi, chia ra đứa 200 ngữ, cưng 2 ngữ, anh 2 ngữ. Chia luôn, chia về, ông không trả, ông không đưa tôi. Hỏi đâu, không phải không đồng bạc. Ông trả, tôi nói là bữa nào có 2 đứa đi, anh nói để nói rồi nó. Một lát em đưa anh 200 ngữ liền. Anh 2 ngữ, không cần biết trả 2 ngữ. Đứa này 2 đứa này không có đồng bạc. Không có trả 50 gì chứ, anh cũng hỏi 500 vậy chứ. Em anh em với em xin chia đôi. Nói vừa có đồng bạc rồi, đưa bà đi. Nó vừa cái tội mà nói là tào lai chứ. Nãy giờ bạn bè nói tôi nó xúc phạm ông này kia rồi, ông buồn không? Không, cứ lấy đi. Tôi nãy giờ cứ chửi. Để mặt không? Em còn mua còn vui nữa. Để mặt em còn mua còn vui nữa. Bây giờ chả nó chơi kỹ trời. Dạ biết rồi, nó chuyện là mày mà anh em. Ê, hồi nãy tôi nói bả được 50 ngàn mua thuốc cho ổng mà cái giếng nở rồi nổ đám, nó đạp nó đá gì. Thằng chồng phi cục. Ai biểu anh nói tào lao? Ông nói kiểu đó là tôi không quách ông lòng hơn. Mình nói đàng hoàng, còn cái này đầu óc tào lao. Cũng không gặp chồng người ta, cái từng ông nãy giờ ông mới đầu chạy. Ừ, xin hôm nay đi vô nhà cho anh lụm cái đi, rồi hai người hiểu làm không? Mày đặt, nói tránh, nói né, cho người ta hiểu lầm đã, rồi nói tao đầu óc đen tối. Nói đèn tối. Người ta hỏi lụm gì cũng không nói, nói lụm cái đó, lụm cái đó. Thử gặp con nhỏ khác hay là con nhỏ nào đứng giấu. Anh kêu đi vô nhà lên lụm cái đó. Đã, tôi muốn giấu, tôi chừa tiền lại để. Chồng thì gặp chồng trai ông lụm, nó lụm con luôn. Cũng ta, con ta cũng cháu xong mà. Đưa 50 ngàn bịch cái miệng nó lại đi để cho nó đòi chi vậy? Mà nói bữa nào không có hai ông bà rồi đã đưa, còn 400 ngữ tôi đã dành từ từ cái bữa nào tao rủ ông đi nhậu và ông thôi ông vợ ông không có hai trăm ngữ, tôi có 2 ngữ rồi tôi lời rồi, tôi giờ mình không có đồng nào luôn, không đưa, chắc không đưa được, không đưa phải bên nhà không, nhà tao không có tiền, ra làng lên, mai đi ra ngoài làng coi ai rớt 500 ngàn. Thôi làng lên, nó tưởng đâu hai này cũng đòi, mai ra làng. Đã tiền đi, không lấy gì.
Rồi bây giờ đứa nào đi chợ? Trả tiền tao trước đi. Đứa nào đi chợ với tao? Em anh đi. Đi chợ mình coi có gì để lụm không? Còn mới vậy hai ơi. Sao hai đó đi chợ đi? Hai anh cứ đi chợ coi mình đi ghét cho nào mình kiếm gì lụm đi. À đù. Đưa 200 trước. Hai đứa ba đi lụm bọc quá. 200 trước thiếu 50. Trả 50 đi. Trả 50 đi. Thôi anh 200 đi cùng 300 không chồng cũng lụm được. Đi chợ ra hôm nay. Trả 50 mới đi. Trả 50 này. Đã nói là thôi không đi tao đi à, tao đi kiếm gì lắm mà. Ba tao lượm ngoài đường đó. Tao cũng ra đường lượm kiếm bụi lượm rồi lượm. Ai mà lượm tiền vô lượm mà lượm. Đi kiếm tiền đó rồi lượm trong nhà không chịu. Tao vô đường.